chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mobin Siêu Âm Tính. Thì ngày hôm nay là chúng tôi có dịp ghé ngang một số cửa hàng ở đường Lạc Long Quân gần Bệnh viện Thống Nhất. Thì khu vực này là chuyên về bán các đồ dụng cụ cầm tay, máy cưa, máy cắt cỏ, máy khoan, pin, máy khoan điện, máy hàn, rất nhiều thứ ở trên đây. Ở cửa hàng này thì có bán những cái máy nhiệt bãi luôn, vừa có máy mới vừa các loại máy nhiệt bãi. Đây rất là nhiều loại, các loại máy xây dựng, máy bơm, máy cắt. Giờ đây là treo không thể tả hết được luôn. Nên mình cần món gì vô thì mình lựa, trên đây các anh chị sẽ tư vấn cho mình. Ở đây thì không biết các cửa hàng đây có bỏ sỉ không, các anh chị có thể liên hệ ngay các cửa hàng ở đường Lạc Long Quân gần Bệnh viện Thống Nhất, Tân Bình, Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn các bác nhiều.